Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Một sự kiện đã gây chấn động làng cờ thế giới và là một tin rất vui cho các fan hâm mộ cờ vua Việt Nam. Vua cờ mạnh nhất mọi thời đại, Manukasen, đã bị kỳ thủ Việt Nam Lê Quang Liêm đánh bại với tỷ số 2.5-1.5 tại vòng 2 siêu giải Champions Chess Tour năm 2022. Trước đó thì hai bên đã từng chạm trán nhau 15 lần và kỳ thủ Việt Nam chưa giành được trận thắng nào. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu cuối cùng ở vòng 2 giữa Lê Quang Liêm và Manukasen nhé. Trận đấu diễn ra online dù cả hai ngồi đối diện trực tiếp nhau. Cảm giác cứ như là một trận đế chế ở quán net phải không các bạn? Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký để cập nhật những ván cờ vua mới nhất. Và nhớ để lại một like để cổ vũ cho Quang Liêm. Trước kỳ thủ mạnh nhất thế giới hiện nay, Quang Liêm dĩ nhiên phải tung tuyệt chiêu D4 sở trường để khởi đầu ván cờ. Casen nhanh chóng đáp trả bằng nước tốt E6. Trắng dâng tốt C4, tạo thành cặp tốt hùng mạnh, chiếm lĩnh trung tâm. Khi đối đầu với các cao thủ, Casen thường chơi gambit hậu hoặc sử dụng phòng thủ Ấn Độ cổ. Song trong trận chiến này, vua cờ đã thể hiện lối chơi đa dạng của mình khi đẩy tốt C5, chuyển thành khai cuộc Benoni. Không chậm trễ, Liêm tràn tốt sang D5, đứng tấn. Đen ăn tốt lên D5, trắng ăn tốt sang D5. Đen theo đúng sơ đồ khai cuộc đã chuẩn bị sẵn, đẩy tốt D6 nhằm chặn đường tiến xuống của tốt trắng. Trắng đẩy tốt E4, tiếp ứng trung tâm. Đen lên tốt G6, chuẩn bị phiên kép tượng G7, kiểm soát đường chéo lớn A1-H8. Trắng triển khai mã lên C3, đen theo kế hoạch đưa tượng lên G7. Trong khai cuộc Benoni này, trắng với lợi thế về số lượng tốt ở trung tâm nên thường có kế hoạch dâng cao tốt, tấn công trung tâm và bên cánh vua. Trong khi đó, đen với ưu thế vượt trội bên cánh hậu cộng với sức mạnh của tượng ở G7 sẽ phản công mạnh mẽ ở bên cánh hậu. Trắng triển khai tượng lên D3, đen đẩy tốt A6, chuẩn bị dâng tốt B5 phản công cánh hậu. Thấy vậy, trắng lập tức dâng tốt A4, ngăn chặn ý đồ này của đen. Đen phát triển mã cánh vua lên F6, trắng đẩy tốt H3, đen tiếp tục đưa mã cánh hậu lên D7, trắng cũng nhảy mã lên F3, tăng cường quân kiểm soát trung tâm. Đen tung mã lên H5, ngăn chặn trắng đưa tượng lên F4, làm bàn đạp để đẩy tốt E5, tấn công trung tâm. Nếu không thể đưa tượng lên F4, thì cuộc đột phá ở trung tâm của trắng sẽ khó trở thành hiện thực. Sau một suy nghĩ, Liêm quyết định mạo hiểm dâng tốt G4 tấn công mã. Đen chạy mã với F6. Không chậm trễ, trắng đưa tượng lên F4, chuẩn bị lực lượng tiến đánh trung tâm. Đen lên hậu E7, huy động quân chủ lực chặn đứng đà tiến công trung tâm của trắng, đồng thời dình phản công lại và tốt E4. Thế đen động binh, trắng vội vã nhập thành đưa vua vào khu vực an toàn. Tuy nhiên thì tốt cánh vua của trắng đã lên cao và đen lập tức dâng tốt H5, đột phá cánh vua. Nếu để đen mở cờ cho xe tham chiến trên cột H sẽ rất là nguy hiểm, nên trắng không dám giao chiến, liền đẩy tốt G5, khóa lại. Đen chạy mã về H7, nhận thấy con vua đang bị hở khi mà tốt G đã lên cao. Trắng bèn di chuyển vua lên H2, đề phòng có biến. Lúc này thì con xe ở H8 không còn làm ăn được gì khi bị trắng khóa kín cột H. Trong khi các quân trắng đã triển khai hết, đen không dám nấn ná vua lâu ở giữa bàn cờ, vội vã nhập thành bảo vệ vua an toàn. Trắng qua xe G1, tăng thêm quân bảo vệ tốt G5, cho mã và tượng có thể rảnh tay nhận nhiệm vụ mới. Tuy nhiên thì nước đi này lại khiến cho toàn bộ các quân đang đứng trên cột F bị suy yếu hoàn toàn, và đen lập tức đẩy tốt F6, mở cột cho xe tham chiến. Nước cờ có thể nói là có ý nghĩa chiến lược rất cao của Casen. Song Liêm đã có những tính toán nên không hề nao núng, tung mã lên H4, đe dọa ăn vào G6. Nên nhảy mã E5 bảo vệ tốt. Không chậm trễ, trắng lập tức ăn tượng vào E5, tiêu diệt quân phòng thủ của đen. Không hề nao núng, nên ăn tốt lên E5, mở cột F cho xe tấn công vào điểm yếu F2. Tốc độ trận đấu lúc này được đẩy lên rất cao khi mà cả hai bên đều chơi ăn miếng trả miếng. Đến lượt Liêm đi, anh nhanh chóng ăn mã vào G6,
tung đòn tấn công đôi bắt Hậu và xe. Đen thản nhiên ăn xe và F2 chiếu đáp trả. Trắng xách vua chạy lên G3 bắt xe. Đen sang Hậu F7, vừa chạy vừa bảo vệ xe, vừa tấn công lại mã G6. Trắng lập tức ăn Hậu lên H5 bảo vệ mã. Theo chúng tôi thì ở đây đen nên ăn mã lên G5 đe dọa chiếu ở F3. Trắng nhảy mã E7 định vòng về F5 để bịt đường, thì đen sẽ ăn Hậu sang E7. Trắng ăn xe lên F2 thì đen sẽ ăn mã vào H3 chiếu bắt xe. Trắng chạy vua lên E3 thì đen sẽ ăn mã vào G1. Trắng ăn xe sang G1 thì đen sẽ lên tượng D7 và thế cờ sẽ cân bằng. Song có lẽ là còn ức chế với trận thua do dính phải con chuột lởm nên Cassen đã lùi xe về F4, cố tình phế xe để phức tạp thế cờ. Trường hợp mà trắng thấy ngon ăn, ăn mã về F4 thì đen sẽ ăn tốt lên F4 chiếu. Trắng chạy vua lên H4 bảo vệ Hậu thì đen sẽ ăn Hậu vào H5. Trắng ăn vua lên H5 thì đen sẽ ăn tượng vào H3. Trắng lùi tượng về E2 ngăn cản đen đẩy tốt F xuống phong cấp, thì đen sẽ phi tượng lên D4 bắt xe. Trắng chạy xe sang D1 thì đen sẽ lên vua G7 và thế cờ sẽ vô cùng phức tạp. Trắng tuy hơn về lực lượng song đen lại có hai tượng rất là trâu bò, kết hợp với tốt thông ở cột F và sự hỗ trợ của xe sẽ tạo ra mối đe dọa vô cùng đáng sợ. Chính vì vậy mà trắng không dám làm liều mà chủ động lùi tượng về E2 bảo vệ Hậu, chuẩn bị ra đòn. Đen quyết định bỏ xe để giành thế tấn công nên đã chủ động lùi mã về F8, tấn công mã F6. Thế đen cứ si ga mơi mãi suốt từ nãy. Trắng liên tiếp ăn mã về F4 nên ăn tốt sang F4 chiếu. Trắng chạy vua về H2. Vừa mới ký xe nên đen đã nhảy mã lên G6, tránh đổi quân Hậu chủ lực. Trắng huy động xe sang F1, tập trung hết quân lực lượng sang mặt trận cánh vua. Đen để tốt B5, phản công cánh Hậu, mở cột cho xe tham chiến. Trước sức mạnh của hai tượng của đen, trắng phi tượng lên G4, tìm cách đổi bớt quân hòng triệt tiêu khả năng tấn công của đen. Không thể tránh khỏi cuộc giao chiến này nên đành đổi tượng vào G4, trắng ăn Hậu về G4. Thế trắng kiên quyết không chịu mở cột, đen liền chuyển hướng tiến tốt sang B4 bắt mã. Trắng chạy mã về D1. Theo chúng tôi thì ở đây đen có thể đưa tượng lên D4 bắt xe. Trắng chạy xe G2 thì đen sẽ lên vua G7. Trắng đẩy tốt B3 thì đen sẽ qua xe F8, tăng thêm quân bảo vệ tốt, chuẩn bị nhảy mã lên E5, tạo ra thế tấn công khá là mạnh. Tuy nhiên thì có lẽ lo ngại trắng luồn Hậu vào E6 ép đổi Hậu nên đã đưa xe qua E8 bảo vệ ô E6 và tấn công vào tốt trung tâm E4. Trắng lên Hậu E5 bảo vệ tốt và gạ gẫm đổi Hậu hòng hóa giải thế công của đen. Biết không thể tránh khỏi một cuộc đổi Hậu đầy binh biến mà không thể bị thất thế, đen bèn phi tượng lên D4 tấn công lại con xe ở G1. Trắng chạy xe lên G4, đen bí nước dâng tốt C4, định đột phá tạo tốt thông ở bên cánh Hậu. Trắng đẩy tốt H4, âm mưu tràn sang H5, tiếp tục tiến đánh cánh vua. Ở đây thì đen có thể chơi C3 luôn. Trắng ăn tốt C3 thì đen sẽ ăn tốt xuống C3. Trắng đẩy tốt H5 thì đen sẽ đuổi Hậu vào F5. Trắng ăn tốt lên F5 thì đen sẽ xuống xe E2 chiếu. Trắng chạy vua về H1 thì đen sẽ đẩy tốt C2 đe dọa xuống C1 phong Hậu. Trắng chạy mã lên F2 thì đen sẽ ăn tượng xuống F2. Trắng ăn mã G6 thì đen sẽ xuống xe E1 và trắng sẽ không thể chống đỡ đen phong Hậu. Trở lại ván cờ, không nhìn thấy điều này, thấy nguy, đen liền qua Hậu H7 ngăn chặn trắng đẩy tốt. Không cần phải vội vã khi đã nắm được thế chủ động bên cánh vua, trắng liền liên vua H3 bảo vệ tốt H4 để phòng có biến. Đen lùi tượng về E5 giữ vững tốt F4. Trắng lên xe F2 phòng thủ hàng ngang số 2. Đen qua xe F8 đuổi Hậu đi chỗ khác để mở đường máu cho tốt F tiến xuống.
Trắng chạy hậu xuống e6, tranh thủ tem chiếu một cái. Đen chạy vua lên g7. Tuy nhiên thì đây là một nước sai lầm, khiến cho hậu đen bị giam hãm bên cánh vua. Và Quang Liêm thì luôn biết cách khai thác sai lầm của đối thủ. Anh bất ngờ đảo cánh, đưa xe sang c2 để bắt tốt c4. Nếu để trắng dễ dàng ăn tốt, đục thủng rồi tiến xe xuống hàng ngang số 7 thì cờ đen sẽ lâm nguy, song cũng không có cách nào bảo vệ được. Bí nước nên đành tiến tốt xuống c3, trắng ăn tốt lên c3, đen lúng túng đẩy tốt b3, cố gắng tạo ra những đợt phản công cuối cùng. Trắng bình thản qua xe b2. Trước sức ép ghê gớm của trắng, Cassen dường như không còn giữ được sự chắc chắn như thường lệ. Thay vì lên xe F7 để bảo vệ hàng ngang số 7, thì anh lại tiếp tục mắc sai lầm khi chạy vua với H8. Không chậm trễ, trắng ăn xe lên B3. Không còn gì để mất, nên thúc tốt tiến xuống F3. Nhưng vấp phải sự phòng thủ của trắng, Liêm nhanh chóng nhảy mã lên F2, chặn đứng đường xuống của bộ binh đen. Đen lên tượng F4, cố gắng luồn xuống E3, đuổi quân mã đi chỗ khác. Hơn quá nhiều tốt, trắng không cần phải vội vàng, liền đẩy tốt C4, mở đường cho xe, chặn đứng đòn phản công của đen. Đen tiếp tục xoắn, ăn tượng về G5, để chơi một trận tất tay. Trắng bình thản ăn hậu sang D6, tạo ra một dàn tốt thông, đông nhung nhúc ở trung tâm, đồng thời uy hiếp xe đen ở F8, khiến cho đen không thể rảnh tay ăn tốt H4. Thấy nguy, đen qua xe FG8, co cụm lại để phòng thủ. Thế nhưng không còn kịp nữa, và với bản năng sát thủ khiến cả thế giới phải run sợ, Liêm lạnh lùng lao xe xuống B8. Vĩnh biệt cụ. Và đến đây thì biết không còn khả năng chống đỡ, vua cờ Manu Cassen đành giơ tay xin hàng để tránh khỏi bị ăn hành, mất mặt. Trường hợp mà đen cố gắng chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau. Phát biểu sau trận đấu, Quang Liêm nói: chính Cassen đã cố gắng làm phức tạp ván cờ và chơi như thể anh ấy buộc phải thắng. Tôi nghĩ anh ấy không nhất thiết phải làm như vậy. Anh ấy đã có một thế cờ thú vị và tôi đã tính toán được vài đòn phối hợp rất là tốt. Như vậy thì sau nhiều trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, Quang Liêm đã phá rớp và có được chiến thắng thuyết phục trước vua cờ Manu Cassen, một nước chạy đà hoàn hảo cho SEA Games. Xin chúc mừng Quang Liêm.